Xin cảm ơn quý vị và bây giờ chúng ta sẽ trở lại câu chuyện với nhà báo Mùi Bảo Trúc Thưa anh, phía Nam thấy là ngoài những cái điều mà anh nói đó Bây giờ phía Nam lại không dám dùng chữ chia sẻ nữa ừ. Thì phía Nam lại thấy là cái văn hóa Việt Nam mình nó có sự thay đổi Sau cái năm 1975 mình sang đây Thì không phải là cái văn hóa của người ngoại quốc không hay để mình bị ảnh hưởng như vậy anh ạ phía Nam thấy là người ngoại quốc họ lịch sự vô cùng. Thí dụ như phía Nam đi đám cưới của người bạn Úc, thì người Úc người ta không mời đông như người Việt Nam, họ chỉ mời những người thân, rất là thân. Phía Nam làm trong sở thì họ làm làm chung với họ thì, thì mình rất là ngạc nhiên là họ chỉ mời có một mình mình thôi. Còn chung quanh là không có người nào đến dự mà trong cái đám cưới là chỉ có 50 người cả hai họ. Thế nhưng mà phía Nam thấy là cái người khách đến thì đến trước cô dâu và chú rể nhưng mà lại là người về sau cùng. Trước khi cô dâu chú đệ bye bye lên chiếc xe là rất merit thọ đi đó, thì tất cả mọi người mới đi về. Còn người Việt Nam mình thì thường mình đến sau và đến muộn lắm, nhưng mà mình lại về trước. Nhưng cái đó chỉ là cái chuyện thường đôi khi người ta bận. Nhưng mà Việt Nam thấy là có những cái buổi tiệc mà nó thuộc loại là những cái buổi tiệc cộng đồng á. Có người lên phát biểu, đọc diễn văn. Mà trong đó có cách Mỹ này ạ, mà người Việt Nam mình thiếu cái sự nghĩa là kiên nhẫn để nghe Họ không thích nghe người ta nói mà họ thích nói cho người khác nghe Và nói rất to như anh đã nói đó Thế thì mình anh nghĩ là mình có cái cách nào để mình thay đổi cái văn hóa đó Bởi vì rõ ràng là cái người ngoại quốc người ta có nhiều cái hay hơn mình đấy Thì uh, chị ở bên Cali thì không biết chị ở lâu chưa Nhưng mà ở bên này nó nó có những câu mà tôi thấy nó cũng vần điệu Mà nó cũng nói lên sự thật lắm Cái câu đó là không ở lậu, không là mễ, không đi trễ, không là mít tức là mấy anh mễ ở đây là chuyên môn ở lậu không dạ. có giấy tờ gì cả mà đi trễ là việt nam luôn luôn là việt nam phải đi trễ thế thì thế nhưng mà tôi đó là mấy người mà từ từ bé cho đến bây giờ tôi đến đúng giờ tôi không thể nào chịu nổi cái cảnh mà lề mề mà đi mà đến nơi người ta đã vào tiệc rồi lúc bây giờ mới vào ngồi mà nhiều khi đi những cái đám cưới tôi gặp những chuyện rất là khó chịu bây giờ người ta đã sắp xếp như thế là người ta đã phải nghiên cứu rõ ràng ông này ngồi với ông này nhé với một cái gia đình này tại vì ông này cũng không thích ngồi bên cạnh ông kia, à, vâng. người ta đã xếp sẵn như ghế rồi, thế một ông đi vào kéo ghế, thế xong rồi thì là hỏi chỗ này đã, đã có ai ngồi chưa mà tôi không biết cái này là có cái list ở trên này hết tất cả, nhưng mà tại vì là ông ấy thích ngồi bên cạnh của ông kia ông kéo ghế và ngồi, mà không phải là chỉ uh, ngồi xuống nói hai ba câu chào hỏi không thôi, rót nước ra uống rồi sau đó trở về cái bàn của ông ta thì cái ly đó và cái khăn đó đáng lẽ để cho người khác thì ông đã dùng rồi, những cái chuyện như vậy là nó xảy ra thường xuyên lắm còn cái chuyện mà đi trễ đi đi trễ rồi về sớm thì cũng nói của đáng tội thì cũng có những cái trường hợp mà có cả những người mỹ cũng cũng đến cũng không đúng giờ thế rồi thì ra về không đúng giờ tôi thấy là như thế này có Không, một... sau này họ 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 học cái nét của người Việt Nam như này chị người ta có thể đến đúng là cái là show the face vâng. đến để triển mặt cho từ sau đó họ ra đi rất là sớm Thí dụ những cái lễ mà đáng lý ra lễ lễ phải tôn nghiêm một chút thì có mấy ông gọi là dân cử đến họ đến họ ngồi cũng chẳng hiểu đồ đồ xuôi ngược thì cả có vài cái bằng tưởng lục xong rồi họ đến họ trao một cái xong họ đi về ngay thế thì cái sự thái độ tôn trọng của nó, nó không có gì cả cái đó cũng có nhưng phải là không tôi mới nhắc nhở những người kia tôi bảo những cái người này đó gọi là dân cử đó they need us more than we need them chúng ta là những người đi bầu chúng Họ ta có có thôi. phiếu người ta cần chúng ta hơn vâng. tại sao phải đối xử với người ta như thế mà cái đó là dạy hư cho người ta thế trong khi đó thì các thầy cô giáo ở trong trường đến nhiều khi lại còn có quà cho cái hội cựu sinh viên cựu học sinh trường nội trường kia trong khi mấy người kia đến cho một cái bằng tưởng lục mà có một lần tôi đi xem cái bằng tưởng lục đó viết cái tên trường còn viết sai là they just don't care. Họ không cần đi cả. Uh, miễn là có tờ giấy lên bắt tay xong rồi đi về ngay. Mà trong một cái buổi lễ như thế, trang trọng như vậy, thì hai bà đi lên trên đó trông như là mặc quần áo vừa mới đi chợ về rồi. Tôi thấy cái chuyện đó không có được. Tại Chúng vì tôn là mình, trọng. Mình, vâng, tại vì là mình để cho người ta có cái thái độ như vậy rồi. Nhưng mà nói chung thì người Mỹ người ta cũng lịch sự hơn. Nói, Đúng. nói của đáng tội cũng có chuyện lịch sự hơn. Nhưng mà cũng khổ một cái thế này là có nhiều người đó cũng không quen nói trước công chúng khi nào cầm được cái microphone không thì không đừng. bao giờ không bao giờ bỏ cái microphone ra cả chúng tôi nhất quyết bóp cổ cho nó chết luôn thành thử là có những người nói mà không có cái không có cái lúc nào mà dự tính để đi ra khỏi cái bài nói chuyện của mình cả nói vừa phải thôi <laughs> bởi vì tôi thấy là ở trong một cái đám cưới đó không ai nghe ai cả ừ. hát ở trên kia tôi cũng không nghe nói trên kia tôi cũng không nghe mà nhiều khi tôi cũng còn không biết cả mặt của chú rể cô dâu nữa, quen là quen cha mẹ cô dâu và chú rể, mình đến nó ngồi xuống để giới thiệu hai người hai bên thế rồi thì cho xong bữa tiệc đi rồi đi về, tôi không biết nhiều khi không nhìn không không biết được mặt cô dâu chú rể nếu mà họ không đến họ chào tận bản và sau khi họ chào xong gian cửa tôi quên mặt mất rồi, tại vì có thể tôi là một người già tôi trí nhớ của tôi hồi này nó tồi bại nó lụn bại nó không nhớ được nhưng mà đấy là những cảnh mà À, sống ở nước Mỹ này thì ai cũng phải trải qua ít nhất 1, 2, 3, 4, 5, 6 lần. Thưa anh, vậy đối với anh thì mình cũng phải nên thay đổi chứ phải không ạ? Có chứ, Tại... mình phải thay đổi. Là vì như này, bây giờ nếu không thay đổi, bây giờ mình đi xin việc, interview, người ta nói là 9 giờ rưỡi sáng. Thì bây giờ mình phải đến đúng giờ. Cái lần đó là chúng tôi đến đúng giờ. Thế còn đi tiệc tùng người Việt Nam thì giờ cao su. Thế còn cái nó mà hẹn mình 8 giờ rưỡi, 9 giờ đến interview thì phải đến răm rắp, dỡn hoài. Phiến Đăng nghĩ là ở đây, Phiến Đăng, Đăng có cái kinh nghiệm trải qua một lần đi đám cưới ở bên Úc. Thì cái người mà làm cho Phiến Đăng cảm thấy khâm phục và Phiến Đăng nghĩ rằng là tất cả những người Việt Nam đều làm như vậy thì là cái cộng đồng mình nó rất là tốt. Đó là ông Nguyễn Đình Khánh. Ừ. Ngày xưa là ông Nguyễn Đình Khánh làm chương trình viên của hình. đài truyền hình số 9 và sau đó thì ông làm giám đốc của đài Việt Nam Úc Châu thì ông có mời đi dự đám cưới con trai út của ông đó thì ông ghi trong đó là 7 giờ nhưng mà khách mời thì là chỉ có một vài người tại vì phía nam làm việc chung thì ông mời đi thế thì chung quanh đó là ngoại quốc nhiều hơn là việt nam nhưng mà việt nam thì có trình độ hai hai bàn thế ông để là 7 giờ thì khi mà mọi người đến á, phía nam cũng đến đúng 7 giờ phía nam ngạc nhiên là còn nguyên một bàn người việt nam mình chưa có đến nhưng mà Mỹ người úc người ta đến đầy đủ hết rồi tại con nó cũng lớn lên thì bạn bè nó họ lên họ bắt đầu đúng bảy giờ họ không khe là cái người nào đến muộn nhưng mà lát nữa mấy cái người kia mà phải nói là những người đó là nhân vật cũng có tên tuổi thì họ bước vào thì thấy mọi người đang ăn tới cái món thứ ba rồi phía năng nghĩ đây là một cái bài học tại vì khi mà mình đến mình biết là mình đến muộn thì lần sau mình sợ lắm mình sẽ không đến muộn nữa cũng như là cái buổi ra mắt sách ở đây thì việt nam thấy có nhiều người họ đến rất là muộn tại họ nghĩ là tôi đến là tôi man ơn cho anh chứ không phải là anh phải đợi nhưng mà có những buổi nói chuyện thì việt nam thấy vừa rồi là hội buổi chu văn an tổ chức cái buổi nói chuyện thì họ làm được rất là đúng giờ à, dù là có đến đông hay không nhưng mà đúng giờ thì việt nam nghĩ là đó là những cái hình thức rất là tốt làm như vậy thì sẽ tránh đi những cái sự lặp đi lặp lại những cái khuyết điểm của mình đấy nhưng mà cái đó cũng là cái trường hợp cũng hơi hiếm một chút. Everyone once in a while thì cũng có những cái lần mà chúng tôi bắt đầu đúng giờ. Có những lần khác thì bắt đầu xong thì nửa tiếng đồng hồ sau, tiếng đồng hồ sau thì mới đến. Mà đâu có phải là đứng ở dưới đâu, leo lên tận hàng đầu, kéo cái, cái xoẹt một cái xong rồi còn ngoái ra đằng sau, bắt tay đủ mọi người trong khi đó diễn giả trên kia đang đang nêu ra một số vấn đề của quyển sách thì tôi thấy trường hợp như vậy thì quá đáng đã đến muộn thì cũng biết điều một chút thì đến mà còn bắt tay còn chào hỏi bạn bè đã đời xong rồi mới ngồi xuống rồi ngó qua ngó lại nữa mà mà rồi thì sau đó thì còn expect là tác giả phải tặng cuốn sách nữa chứ đâu có phải là đến đó thì, thì là ủng hộ tác giả đâu expect tác giả phải tặng cuốn sách nữa dạ, vâng thưa quý vị những câu chuyện mà phiến đan và nhà báo bùi bảo trúc trao đổi ngày hôm nay nó là một trong những vấn đề mà đôi khi chúng ta bắt gặp được trong thư gửi bạn ta thì như Phiến Nam nói đó, nhà báo Bùi Bảo Trúc Anh viết ra không phải để để giải tỏa cái bực bội của mình, nhưng mà để cho chúng ta đọc, để mà suy nghĩ tự bản thân mình là mình tránh nên những cái điều đó mà Phiến Nam thấy là rất đúng. À, câu chuyện sẽ lại tiếp tục ở cái phần cuối Phiến Nam. Xin mời quý vị lại tạm ngừng và chúng ta sẽ trở lại sau vài phút giới thiệu các cơ sở tư mạng. Xin cảm ơn quý vị.